ai không muốn ăn hả? Đây, cái vỏ này rất là cứng nha. Tách ra bỏ này. Bỏ ra ngoài. Tao này. Ai? Mẹ bảo đừng có nhồi, con cắn đi chứ. Nhìn mẹ này nha, mẹ làm này. Bẻ từng chút ra. Đấy. Bên kia một miếng nữa. À. Đúng chưa? Bỏ không ăn được bỏ nha. Không nhồi vào túi. Đấy, bể mất. Đấy. Thôi mày mở cho. Nó mất tiêu rồi. Đây này.